Hello, xin chào quý anh chị em, cô chú bác trên diễn đàn. Thì hôm nay Triệu Thị Trinh xin trở lại với diễn đàn livestream để cùng chia sẻ những thông tin của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và nói về và chia sẻ bản hiến pháp của Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, để những người Việt Nam trên toàn thế giới đều biết đến cái bản hiến pháp này do Tổng thống Đào Minh Quân đã cất công và viết ra những cái luật lệ từ rất là lâu, nhưng mà cho đến hôm nay thì mới có thể hoàn chỉnh hoàn tất được bản hiến pháp, là cũng là cái thời thiên thời địa lợi để mà sắp sửa trở về Việt Nam tiếp thu chính quyền từ tào quyền cộng sản. Hy vọng rằng những người cộng sản Việt Nam cũng có tấm lòng của những người Việt Nam yêu thương đất nước, bỏ qua hết những cái lợi ích riêng tư của mình để mà trao lại cái quyền hành điều hành đất nước cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do ngài Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, để có thể mà giữ vững được giang sơn xã tắc của ông bà chúng ta đã bao nhiêu ngàn đời gây dựng lên. Thì không thể nào một sớm một chiều chúng ta là những người mà đi sau, những con cháu của hai bà Trưng, của vua Hùng dựng nước và giữ nước, mà chúng ta lại thờ ơ để mất vào tay của Tàu Cộng, mà do Cộng sản Việt Nam đã vì cái quyền lợi cá nhân của mình và đi theo cái thể chế gọi là Cộng sản tà quyền, độc đảng, độc tài, độc trị cho đến hôm nay. Thì Trinh cũng xin chờ đợi vài anh chị em vào rồi chúng ta cùng chia sẻ. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện để mà cùng hiệp ý cùng với nhau, cầu nguyện ơn trên phù hộ độ trì cho chúng ta và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời nói chung, sẽ trở về quê hương đất nước thật là nhanh để tiếp thu chính quyền tại Việt Nam, để cho người dân trong quốc nội bớt đi cái những cái nỗi khổ đau và những cái sự mà bị bức bách do tàu quyền cộng sản đã gây ra bao nhiêu ngày nay. Thì Trinh cũng xin xin lỗi với anh chị em cô chú bác vì lên livestream mà không có báo. Dạ, em chào chị Minh Hạnh. Thì không có báo trước cho quý anh chị em cô chú bác biết để mà có thể vào diễn đàn tham gia và chia sẻ những cái tình cảm, những cái cảm xúc của mình trên những cái dòng comment, hoặc là chia sẻ những cái thông tin của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cho những người mà tham gia diễn đàn từ ở bên ngoài mà người ta chưa biết về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Có thể là anh chị em cô chú bác đó sẽ vào diễn đàn để xem chúng ta, và họ sẽ nhận được những cái dòng tin nhắn, dòng comment của chúng ta, và họ sẽ đi tìm hiểu đến chính phủ và hy vọng rằng họ sẽ ủng hộ và sẽ bỏ lá phiếu trưng cầu dân ý để trở thành công dân của Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, công dân của một nước có tự do nhân quyền và sẽ đem lại ấm no hạnh phúc dân chủ cho đất nước Việt Nam, và lấy lại tất cả những gì mà chúng ta đã mất từ 80 năm nay do tàu quyền cộng sản Việt Nam đã là cánh tay nối dài của Trung Cộng và đã không có gọi là lo lắng cho đất nước Việt Nam, cho con dân của đất nước Việt Nam, mà họ chỉ lo cho cái quyền lợi cá nhân của họ và đảng cộng sản của họ mà thôi. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau cầu nguyện nha anh chị em.
thì mong rằng những anh chị em nào không phải là thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà quý anh chị em cũng là người Việt Nam, thì hãy cùng với Trinh cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng ta được chống gọi là thoát khỏi cái gọng kìm của Trung Cộng, và chúng ta sẽ phát triển đất nước. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ trở về và sẽ giải cứu cho tất cả mọi người dân ở trong nước đang bị kìm kẹp, đang bị cướp đất, cướp nhà, và đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mỗi gia đình của người Việt Nam của chúng ta. Hôm nay là ngày thứ hai, 2 tây tháng 3 2020. Chúng con là thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, nguyện xin đấng tối cao, trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể tà quyền cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Lời cầu nguyện chấm dứt. Đội ơn trời Phật. Dạ, thì Trinh cũng xin chào lại quý anh chị em, cô chú bác một lần nữa. Xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức, quý đồng nhiệm. Thì Trinh lấy cái danh nghĩa là một người dân của đất nước Việt Nam sống lưu vong trên toàn thế giới này, và Trinh thì ở Âu Châu, và cũng lấy danh nghĩa là một người thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, và cũng lấy danh nghĩa là những người bạn, những người em của anh chị em, cô chú bác nào đã biết đến Trinh ở ngoài hay là trên cộng đồng Facebook. Thì hôm nay Trinh sẽ mạn phép xin phép Tổng thống Đào Minh Quân và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cho Trinh có thể đọc lại cái bài diễn văn của Tổng thống Đào Minh Quân để cho chúng ta cùng nghe và cùng nghiệm lại những cái lời mà Tổng thống Đào Minh Quân đã nói với chúng ta trên cái video, trong cái video kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì Trinh xin mạn phép quý anh chị em, cô chú bác để cùng chia sẻ. Rồi có thể là những ngày sắp tới khi mà lên live stream thì Trinh cùng quý đồng nhiệm của mình sẽ phát huy, sẽ truyền tải, sẽ đọc cái bài, cái bản hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa mà do Tổng thống Đào Minh Quân đã ký vào ngày 16 tháng 2 năm 2020 vừa qua, để truyền tải đến người dân Việt Nam trên toàn thế giới bản hiến pháp mà trong đó có tất cả những quyền lợi của người công dân Việt Nam nói chung và công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa nói riêng. Thì nếu mà anh chị em nào chưa có là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì hy vọng rằng sau khi mà nghe bản hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì quý anh chị em, cô chú bác hãy nhanh tay để mà trưng cầu dân ý để trở thành công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, và qua đó chúng ta sẽ góp phần thúc đẩy để mà kêu gọi thế giới, Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ ủng hộ giúp đỡ cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và ngài Tổng thống Đào Minh Quân trở về đất nước nhanh nhất để tiếp thu chính quyền từ tay của tàu quyền Cộng sản Việt Nam. Thì đây Trinh sẽ đọc cái bài diễn văn của Tổng thống Đào Minh Quân để chúng ta cùng nghe. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân.
PO Box 2807 Anaheim, California 92814. Bài phát biểu của Tổng thống Đào Minh Quân kỷ niệm 29 năm nhận trọng nhiệm Thủ tướng ngày 16 tháng 2 năm 1991, ngày 16 tháng 2 năm 2020. Kỷ niệm 2 năm khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, 16 tháng 2 2018, 16 tháng 2 2020. Buổi lễ bắt đầu lúc 11:45 tại Tụ Nghĩa Đường. Trân trọng kính chào quý tướng lãnh, quý đại biểu cùng quý quan khách. Tôi xin kể câu chuyện ngày 11 tháng 2 năm 1965 về chuyến bay C-123 do 4 phi công Hoa Kỳ, phi đoàn trưởng là thiếu tá Robert Bosky, chở 81 binh sĩ nhảy dù thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa gặp nạn ở rừng sâu tại Việt Nam. Tất cả đều hy sinh, trong đó có 4 vị phi công Hoa Kỳ, đã được vinh dự và an táng tại nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ. Nhưng 81 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa vì không đầy đủ tin tức nên không được an táng cho đến ngày 26 tháng 11 2019, nhờ sự can thiệp của những dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ, thì các xác chết đó được mang về trung tâm thủ đô Nam Cali, Hoa Kỳ chôn cất. Chúng tôi muốn nhắc đến là ngày 17 tháng 1 2020, bà Jan, con của thiếu tá Robert, đã thay cha đến tại nơi chôn cất của 81 chiến sĩ nhảy dù của chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả những bài nói chuyện mà chúng tôi dự bị nói ngày hôm nay không thể nào thay thế được hình ảnh cao thượng, đáng tôn vinh đó của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Hôm nay nhân danh Tổng thống Đào Minh, hôm nay nhân danh Tổng thống Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi trân trọng ghi ơn tấm lòng nhân ái của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Đặc biệt xin gửi đến bà Danh lời cảm ơn chân thành và tha thiết. Chúng ta đang đứng giữa sa mạc, giữa trời đất lồng lộng, trên có trời. Hôm nay chúng ta long trọng cử hành lễ ban hành hiến pháp của Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng tôi muốn tha thiết gửi lời cảm ơn 58.721 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Cảm tạ và vinh danh, cảm tạ và vinh danh chiến sĩ đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, kể cả đồng minh đã cùng với chúng tôi bảo vệ cho Việt Nam và cùng chống lại lũ ác ma Cộng sản quốc tế và Cộng sản Việt Nam. Trân trọng ghi ơn phái đoàn Hoa Kỳ, tấm lòng nhân ái của quý vị đã đem quý vị đến đây trên mảnh đất khô cằn này để chúng tôi được bày tỏ trân trọng biết ơn quý vị. Chúng tôi cũng cảm tạ những chiến sĩ, đại biểu, đồng nhiệm từ khắp bốn phương trời, từ Úc Châu, Âu Châu và tại Hoa Kỳ, cũng như tại vùng giá lạnh Canada, Na Uy, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, cũng đã cố gắng hiện diện hôm nay để cùng chứng kiến ban hành hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa. Nhờ có hiến pháp mà Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa phục sinh được chế độ mà hàng trăm triệu người Việt Nam đang ngóng đợi. Chúng ta có được ngày hôm nay là để chứng minh tấm lòng nhân ái của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã không bỏ rơi đồng minh
là quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay là ngày phục hưng chế độ Việt Nam Cộng Hòa trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Sở dĩ chúng ta có tiếng nói mạnh mẽ ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ tận tình của Tổng thống và nhân dân Hoa Kỳ. Nhiều vị Tổng thống đã giúp đỡ cho chúng ta, nhưng đặc biệt ngày hôm nay chúng ta có tiếng nói mạnh mẽ được là nhờ Tổng thống Donald Trump. Cảm ơn Tổng thống Donald Trump. Cộng sản Việt Nam đang bị cô lập, nhưng như chúng ta đã từng biết, chúng ta là những người đi xây dựng đạo đức, tình thương và sự nhân ái. Chúng ta phải biết dạy cho những người cộng sản biết rằng chúng ta là những người hữu thần, có trời cao, và biết học tập theo gương trời Phật để khoan dung và tha thứ. Điều chúng tôi muốn nói là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tôn trọng và thi hành hiến pháp do 1.070 đại biểu đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, đại diện cho 5 triệu cử tri người Việt Nam, đã gửi gắm niềm tin vào chúng ta. Chúng ta không thể phản bội lại niềm tin sâu sắc đó của đồng bào. Và vì chúng ta không những có khối óc thông minh, còn có trái tim bao la nhân ái, chúng ta học theo gương Chúa và Phật, học để tha thứ. Vì chúng ta biết cộng sản là nhiều tội ác, nhưng họ cũng là người Việt Nam, để bảo tồn nội lực và nguyên khí dân tộc. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời chủ trương chế độ tự do dân chủ, nhưng đầy lòng nhân khoan dung, độ lượng, hàn gắn lại vết thương mà Cộng sản quốc tế và Cộng sản Việt Nam đã gây ra cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Hôm nay là ngày 16 tháng 2, 2020, cũng là ngày kỷ niệm 29 năm chúng tôi nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Một trách nhiệm nặng nề mà ba thế hệ đã giao phó. Chúng tôi là một thanh niên non nớt nhưng chỉ có tấm lòng. Vì chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đương nhiên nhận trọng nhiệm của nhân dân giao phó. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có được ngày hôm nay cũng là do sự hy sinh, đóng góp, tâm huyết của quý vị và anh chị em có mặt ở đây. Một lần nữa trân trọng vinh danh tất cả những đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời từ khắp nơi trên thế giới đã trở về đây tụ nghĩa đường để là chứng nhân lịch sử. Nhân cơ hội này, chúng tôi muốn gửi đến quý quan khách Hoa Kỳ và nhiều phái đoàn sẽ đến đây để cùng chung vui với chúng ta ngày hội vĩ đại này, để bắt đầu một ngày mới xây dựng đạo đức và con đường Chúa đã định sẵn cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Những người hiện diện tại sa mạc ngày hôm nay là những viên kim cương đã lọc ra từ bãi cát rời. Chúng tôi muốn nhắn đến cho đồng bào Việt Nam: chúng tôi chỉ làm việc với tấm lòng chân thành. Chúng tôi rất vinh dự cất tiếng nói ngày hôm nay. Lòng ưu ái của chính phủ Hoa Kỳ đã cho chúng tôi có cơ hội thành lập chính phủ trong một chính phủ, đó là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời gần 30 năm. Nhờ đó ta mới có nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn tất cả quý tướng lãnh, quý đại biểu đã hy sinh thời giờ và tâm huyết. Nhờ ân cần làm việc luyên lũy của tất cả quý đại biểu mà hôm nay chúng ta thay mặt chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, quốc hội khóa 1 cho 5 triệu cử tri Việt Nam long trọng công bố ban hành hiến pháp đầu tiên, làm sống lại và chính thức trường cũ của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và trên toàn thế giới
bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Hoa Kỳ, đặc biệt của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao và Chính phủ Hoa Kỳ đang hiện diện trong phòng họp của chúng ta ngày hôm qua, hôm nay. Xin lỗi. Chúng tôi trân trọng cảm ơn Ban phim ảnh thuộc Bộ Ngoại giao đã đến đây hôm nay. Bộ Ngoại giao bắt đầu làm việc chính thức. Cảm ơn sự tận tụy nỗ lực của các đồng nhiệm trong chính phủ, cho nên chúng ta mới có được phòng họp khang trang hôm nay. Và tối nay chúng ta cũng sẽ có một bữa dạ tiệc với rất nhiều quan khách đặc biệt trên nhiều quốc gia trên thế giới đến tham dự. Điều chúng tôi cảm động hơn hết là chúng tôi nhận được văn kiện chúc mừng của nhiều chiến hữu cùng chúng ta đấu tranh chống lại Cộng sản Việt Nam. Những chiến hữu đó là vết tích của một cuộc chiến đau thương trải dài trên đất nước chúng ta, và họ đã mang trái tim rách nát đã được tình thương, tình yêu thương đạo đức và sự tha thứ để hàn gắn vết thương của Việt Nam chúng ta. Mời quý vị đứng lên trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến 58.721 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh cho đất nước chúng ta và 362.718 chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Thật sự chúng tôi cũng không ngờ chính phủ Hoa Kỳ đã dành cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời những sự yêu thương, nhân ái và trân trọng như vậy. Xin cảm ơn. Sau khi chúng ta cùng nhau hội thảo sửa đổi thông qua hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng ta phải ý thức rằng chính chúng ta phải là những người bảo vệ và tuân hành hiến pháp mà chúng ta đã thay mặt cho đồng bào Việt Nam để hoàn thành nghĩa vụ của chúng ta tại Hoa Kỳ. Điều này đã chứng minh Hoa Kỳ không bỏ rơi đồng minh, không hề bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi muốn quý vị phải cùng chúng tôi hứa rằng chúng ta phải hy sinh tâm huyết và tất cả những trí tuệ khôn ngoan và khả năng chúng ta có để toàn dân Việt Nam được hưởng một bản hiến pháp nhân quyền và tự do. Hiến pháp chúng ta là thể hiện tất cả tấm lòng của chúng ta đối với đất nước và đồng bào Việt Nam. Câu thề hứa của chúng ta là đất nước Việt Nam chúng ta không bao giờ muốn có một trận chiến khốc liệt như chúng ta đã chịu đựng gần một thế kỷ qua. Muốn tạo được sự thay đổi đó thì chính chúng ta phải tự thay đổi. Chúng ta hứa thay đổi một cuộc chiến không bằng bom đạn. Chúng ta sẽ cố gắng cùng với nhau bảo vệ tuân hành bản hiến pháp mà chúng ta đã cùng chấp thuận và ban bố ngày hôm nay. Hiến pháp đó công nhận tất cả quyền và bổn phận của công dân trong một đất nước tự do, thanh bình, ấm no. Muốn có thì bắt buộc những cán bộ viên chức, tướng lãnh, đồng nhiệm trong chính phủ phải thực hiện trước hết bằng tấm lòng với đồng bào yêu thương của chúng ta tại Việt Nam. Và chúng ta phải hứa rằng chúng ta không phản bội xương máu và linh hồn của những chiến sĩ đã nằm xuống vì lý tưởng tự do và sự an toàn trên lãnh thổ Việt Nam. Lời hứa của chúng ta phải hy sinh gia đình như những anh dũng, sự hy sinh của ít người để hy sinh cho nhiều người, đó là trí tuệ. Những anh chị em trong phòng hội hôm nay là những dân biểu, đương nhiên chúng ta có trí tuệ và niềm tin đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta cần có trí huệ. Trí tuệ chúng ta đều có, và chúng ta dùng trí tuệ để phục vụ chứ không phải mưu tìm trục lợi cho chúng ta. Đáng lẽ tôi chuẩn bị bài diễn văn, nhưng chúng ta cần tiếng nói từ tấm lòng chứ không phải một bài văn hay. 97.000
97.182.541 người Việt Nam hiện nay, trong đó kể cả những kẻ thù của chúng ta, những người đã gieo biết bao đau thương, tan tóc, chia ly, tù tội, đọa đài trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Vì vậy, nhân ngày ban hành, công bố bản hiến pháp của Quốc hội khóa 1 đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, trước khi tôi ký ban hành, tôi muốn quý vị phải đồng lòng với chúng tôi. Luôn luôn tin tưởng vào Thượng Đế, Trời Phật là quyền năng tối thượng, chứ không phải chúng ta. Noi gương học đạo đức bao la rộng lượng của những vị mà chúng ta thờ phượng. Chúng ta làm với tất cả ý niệm là phục vụ, chứ không phải quyền lợi cá nhân của chúng ta. Đồng thời, anh chị em cũng phải đồng ý với tôi một điều là chúng ta nhất định không thể cho chủ nghĩa vô thần, vô đạo của Cộng sản có thể tái hiện tại Việt Nam một lần nữa. Chúng ta còn những trở lực lớn, nhưng chắc chắn Hoa Kỳ và đồng minh sẽ bảo vệ cùng chúng ta, ngăn chặn không cho Trung Cộng có thể biến nước ta thành thuộc địa lãnh thổ của chúng. Chúng ta là những người thể hiện sự yêu thương, tha thứ, rộng lượng và nhân hậu. Đó không phải vì chúng ta, mà chính vì đồng bào chúng ta, và thể hiện truyền thống của cha ông chúng ta quyết liệt ngăn chặn kẻ thù của dân tộc. Nhưng sau khi thắng trận, chúng ta sẵn sàng lập đàn chay để siêu độ cho họ. Cho nên, trước khi tôi đặt bút ký vào bản hiến pháp Việt Nam, tôi muốn thấy tất cả quý vị dành vài phút để nghĩ tới tất cả đau thương của đồng bào Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung, để đau khổ của chúng tôi ở sa mạc này quá nhỏ nhoi so với sự đau khổ của đồng bào Việt Nam. Tôi không chịu đựng mà tôi tự nguyện dâng hiến, tuân theo mệnh lệnh của Thượng Đế và lòng dân, để đến sa mạc này, để hy vọng có ngày hôm nay là chúng ta phải dùng sức mạnh của trí tuệ, của trí huệ, để công bố bản hiến pháp của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa bằng tình thương, lòng bao dung, tha thứ, để truyền cho dân tộc chúng ta một con đường sống có tương lai hơn thế hệ cha anh đã chịu đựng trong gần một thế kỷ qua. Bản hiến pháp đang nằm trên bàn tay của tôi. Tôi sẵn sàng ký với sự hỗ trợ cho việc thực hiện bản hiến pháp đó của tất cả quý vị ngày hôm nay, tất cả những nhà ái quốc, để đem đến cho dân tộc chúng ta một thời thượng ngương thánh đức, có đạo đức, có truyền thống dân tộc và có tình yêu thương đậm đà của người Việt Nam chúng ta. Nhiệm vụ chính của chúng ta là phục vụ, chứ không phải có những bài nói hay để rồi buông dân và bán nước. Cộng sản Việt Nam không phải không có hiến pháp đầy những danh từ bóng bẩy. Đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước xã hội chủ nghĩa phải trao lại chủ quyền của đất nước cho toàn dân Việt Nam. Nếu anh chị em có thể nghĩ rằng mình có lòng bao dung độ lượng, thì cùng chúng tôi ký vào bản hiến pháp. Và trước khi tôi ký, tôi vẫn cho quý vị cơ hội. Nếu quý vị muốn thay đổi, muốn trả thù, muốn tàn sát, thì tôi không ký. Vì hiến pháp của chúng ta thể hiện tấm lòng phục vụ, coi dân như con, đối xử với dân như cha mẹ. Cảm ơn những quan khách, quý vị là bạn của chúng tôi, đã giúp cho chúng tôi còn sống sót đứng tại nơi đây. Người dân Việt Nam của chúng tôi phong tục khác, nhưng chúng ta đều tin vào Thượng Đế,
Chúng tôi luôn ghi nhớ công ơn của 58.721 đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam. Chúng tôi không bao giờ quên công ơn ấy. Chúng ta tin tưởng vào Chúa và Trời Phật là chúng ta sẽ thắng được cuộc chiến này mà không đổ máu. Cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Tổng thống Đào Minh Quân. Và Tổng thống Đào Minh Quân đã ký tên trong bản hiến pháp vào lúc 14:40 ngày 16 tháng 2 năm 2020. Đó là toàn bộ bản nói chuyện, bài nói chuyện của Tổng thống Đào Minh Quân trước khi ngài đặt bút ký vào cái bản hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng ta đã thấy, xin chào quý anh chị em, cô chú bác vào sau, quý đồng nhiệm. Thì qua bản hiến pháp này, chúng ta đã thấy rõ ràng tấm lòng của Tổng thống Đào Minh Quân là không bao giờ ngài muốn có chiến tranh, ngài không bao giờ muốn dân tộc Việt Nam và những người Việt Nam phải đổ máu, ngay cả những người cộng sản là những người đang đối lập với chúng ta, là những người đang đối lập với thể chế Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Nhưng ngài cũng không muốn tàn sát, ngài không muốn thù hận, ngài không muốn có sự thù hận dai dẳng, mà ngài chỉ muốn hóa giải những thù hận để cho dân tộc được đoàn kết, liên lũy lại với nhau, cùng chống giặc ngoại bang, ngoại xâm, đó là Trung Cộng. Vì sao hiện tại Trung Cộng rất là gọi là bạo lực, họ rất là tham lam, có nghĩa là họ muốn khống chế cả thế giới này, chứ không phải riêng vì Việt Nam của chúng ta đâu. Nhưng mà Việt Nam là một cái nước mà gần họ nhất, cho nên họ dễ dàng khống chế. Và hơn nữa, nước Việt Nam của chúng ta là hiện tại đang nằm trong tay của tà quyền Cộng sản Việt Nam. Thì đảng Cộng sản Việt Nam, họ là cánh tay nối dài của đảng Cộng sản Trung Cộng. Cho nên làm thế nào mà để cho Cộng sản Việt Nam tiếp tục nắm chính quyền, để rồi họ giao đất nước Việt Nam của chúng ta vào tay của Trung Cộng một ngày rất là gần. Nếu như người Việt Nam của chúng ta không có đoàn kết, không có dùng cái lá phiếu của mình, cái tiếng nói của mình từ trong lá phiếu trưng cầu dân ý của mình để mà ủng hộ cho một chính phủ do ngài Tổng thống Đào Minh Quân đang lãnh đạo, một chính phủ mà mang về cho đất nước Việt Nam như một cái tương lai rực rỡ, sáng lạn, và đánh đuổi được tà quyền Cộng sản và Trung Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam một cách rất là im đẹp, và bắt họ phải bồi thường cho những tổn thất của chúng ta, của người Việt Nam của chúng ta, của đất nước Việt Nam của chúng ta đã hơn 40 năm nay chịu sự khổ sở mà do họ đã đem những cái chất độc, những cái chủ thuyết mà vô thần phá hoại đất nước, phá hoại những nhà thờ, chùa chiền của chúng ta, phá hoại cái văn hóa của người Việt Nam của chúng ta, và giết biết bao nhiêu người Việt Nam vô tội là những người dân. Và họ cũng đã giết những hàng binh, gọi là những người mà sau cuộc chiến có thể nói là họ đã bỏ súng, trên tay của họ không còn một vũ khí nào nữa, và họ cũng có thể có một số là họ cũng rất là vui mừng khi mà họ nghĩ rằng chiến tranh đã kết thúc. Họ không còn cầm súng để mà ra chiến trường để bắn giết lẫn nhau nữa. Nhưng mà họ đâu có ngờ chế độ Cộng sản không có tha thứ và không có tình thương đối với những người yếu kém hơn mình. Họ lại chà đạp, họ lại trả thù một cách tàn nhẫn. Và gần đây nhất chúng ta đã thấy họ còn giết luôn cả những người
mà đã đi theo họ. Những người đó có thể là những người cũng có lòng yêu nước, nghe theo họ, để rồi bị họ chính cái đảng Cộng sản mà họ đã đi theo giết họ một cách tàn nhẫn. Thì bây giờ những người Cộng sản Việt Nam đã mở mắt ra chưa? Những người mà mệnh danh là những người yêu nước, vì hòa bình, thống nhất đất nước, giải phóng miền Nam, thì các vị đã sáng mắt ra chưa? Khi mà đến cái thời điểm các vị tuổi đã xế chiều còn phải đứng ra để mà đấu tranh, để mà giữ những cái mảnh đất của mình mà do chính cái tà quyền Cộng sản, là những người mà quý vị đã đi theo để phục vụ cho cái đảng Cộng sản này, nó lớn mạnh, để rồi nó áp bức, nó giết hại dân lành, nó cướp của dân lành và cướp luôn cuộc sống của quý vị. Như cụ Lê Đình Kình đã chết những tháng vừa qua, chúng ta vô cùng gọi là phẫn uất. Phẫn uất vì sao? Vì họ Cộng sản, họ nhẫn tâm giết luôn đồng loại của họ, họ nhẫn tâm giết luôn những người đã từng đi theo họ, tin vào họ, cống hiến công sức để cho họ có ngày hôm nay, cướp hết tài sản quốc gia dân tộc và cướp luôn những tài sản cá nhân của người dân trong quốc nội và chính những người đồng đội của họ. Và họ rất tàn nhẫn để mà giết luôn cụ Lê Đình Kình. Thì bây giờ hiến pháp của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đã được hoàn chỉnh. Qua bao nhiêu ngày chúng tôi là những đại biểu của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa cùng với Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, cùng với Tổng thống Đào Minh Quân trong phòng họp FCC, có rất nhiều vị đã đóng góp ý kiến để mà tu chỉnh, đưa lên cho Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, góp ý kiến để Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc có thể sửa đổi những cái khoản mà chúng ta cảm thấy rằng nó chưa phù hợp hoặc là nó còn thiếu sót những cái điểm nào đó. Vậy thì các vị có thấy bản hiến pháp này là tất cả những công sức của Tổng thống Đào Minh Quân đã đóng góp cho đất nước Việt Nam của chúng ta trước khi mà ngài về tiếp thu chính quyền tại Việt Nam? Vì sao thời điểm này bản hiến pháp mới được đưa ra? Vì thời điểm này là thiên thời địa lợi, và cái bản hiến pháp này đã được ngài Tổng thống Đào Minh Quân cất công, mà ngài đã viết biết bao nhiêu tâm huyết của mình đã gửi gắm vào trong bản hiến pháp này. Chúng ta có thể tự tưởng tượng một bản hiến pháp dài 81 trang mà tất cả những quý giới chức đồng nhiệm, quý đại biểu đã đọc trong phòng họp FCC từ hơn 2 tháng nay. Chúng tôi cũng vẫn chưa thuộc hết. Có nghĩa là nó rất là dài. Cho nên hiện tại bây giờ những đồng nhiệm, giới chức, những đại biểu trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vẫn còn phải đang học hỏi để mà thuộc ít nhiều bản hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Để làm gì? Để có thể giải thích, để có thể trả lời những câu hỏi mà của những người dân họ muốn tìm hiểu, và có thể là họ không hiểu về cái đề mục nào đó, họ tìm đến một người nào đó trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, một đại biểu nào đó để mà họ hỏi, thì chúng tôi cũng có thể giải thích với cái khả năng của mình. Vì ít nhiều gì chúng tôi cũng đã được giải thích khi mà nghe những cái bản hiến, những cái điều trong bản hiến pháp này. Nếu như mà chúng ta chưa có hiểu tận tường thì chúng ta có thể phát biểu, có thể hỏi
Trong phòng họp FCC, hỏi Tổng thống Đào Minh Quân, hỏi quý đại biểu, quý đồng nhiệm, để những người đó sẽ giải thích cho chúng ta. Trong bản hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đầy nhân bản này, quý vị sẽ tìm được những khoản và những đề mục, những điều rất hữu dụng, rất hữu ích cho đời sống của quý vị sau này, khi mà Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở về tiếp thu chính quyền. Quý vị hãy nên tìm đọc, vì bản hiến pháp này có rất nhiều cái quyền lợi của người dân ở trong đó. Bản hiến pháp này là được làm tại cái xứ sở tự do, và do một người có tấm lòng yêu nước, có trí tuệ, có trí huệ, Ngài đã hiến dâng cả một gia tài khổng lồ của mình, sự nghiệp của mình và cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước Việt Nam. Ngài không màng những danh vọng. Nếu như Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài tham tiền hay là Ngài muốn có danh vọng, thì Ngài cứ việc ở lại Hoa Kỳ, Ngài phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ, Ngài tham gia vào những cái chính trường chính trị của Hoa Kỳ, và Ngài sẽ khuyết trương những cái hiểu biết của mình, những cái khả năng của mình, để rồi Ngài sẽ được thăng quan tiến chức tại Hoa Kỳ. Nhưng mà Ngài đã biết đất nước Việt Nam sẽ lâm vào một cái họa rất là lớn, đó là sẽ làm nô lệ cho Trung Cộng một ngày rất là gần. Vì cái bản mà Mật ước Thành Đô đó, Mật ước Thành Đô do Cộng sản đã ký với Trung Cộng, đã lọt vào tay của Hoa Kỳ. Và người ta, người Hoa Kỳ tốt bụng, họ biết rằng có một người tài giỏi là hậu duệ của đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Ngài Đào Minh Quân là đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, rất tài giỏi, thông minh, và có khả năng lãnh đạo đất nước, và có khả năng chống lại tàu quyền Cộng sản và Trung Cộng. Cho nên họ đã báo cho Tổng thống Đào Minh Quân và những người Việt yêu nước thời đó biết được Mật ước Thành Đô này là có thật. Nếu như người Việt quốc gia ở tại hải ngoại không giữ vững niềm tin mà để lấy lại đất nước, không có lòng yêu nước mà chỉ lo cuộc sống tại hải ngoại, mà chỉ lo cho gia đình, mà chỉ lo cho con cái của mình có một tương lai, có một cái sự gọi là ăn học tới nơi tới chốn ở trên xứ người, thì vĩnh viễn người Việt Nam và dân tộc Việt Nam sẽ làm nô lệ cho Trung Cộng. Là trọng trách đã được đặt lên vai của Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, lúc bấy giờ là thủ tướng. Lúc đó Ngài cũng còn, thì biết bao nhiêu người, những người lớn tuổi, những người của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa đã thấy được cái tiềm năng của Tổng thống Đào Minh Quân, thấy được cái sự thông minh và tài ba của Tổng thống Đào Minh Quân. Cho nên họ đã trao cái trọng trách này cho Tổng thống Đào Minh Quân qua ba thế hệ hiện diện: lão niên, trung niên và thanh niên. Ngài đã được đặt lên vai một cái trọng trách rất là nặng nề, cho nên Ngài phải gác lại sự nghiệp của mình để mà bỏ hết tâm trí vào trong cái công cuộc sắp xếp từng giai đoạn, sắp xếp những cái việc mà sẽ tiến hành trong tương lai, có nghĩa là cho đến ngày hôm nay. Ví dụ như Ngài phải giao thiệp với Liên Hiệp Quốc, phải gửi những văn kiện, những lá thơ, những công hàm đến cho Liên Hiệp Quốc và Âu Châu, gửi những văn kiện, những công hàm
đến cho chính phủ Hoa Kỳ để có những cái bằng chứng thiết thực để cho họ biết rằng Việt Nam đã có một chính phủ tại hải ngoại sẵn sàng trở về tiếp thu chính quyền tại Việt Nam. Và không phải nói không, mà ngài phải cho Hoa Kỳ và châu Âu thấy được cái khả năng của ngài. Cho nên ngài đã kiên trì bằng mọi giá, ngài đã kiên trì kiên định, cho nên ngài mới có được một ngày hôm nay cho chúng ta tiếp bước ngài, đi theo ngài, đồng hành với ngài hôm nay để có cái cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm nay. Quý vị có thể tưởng tượng nếu như 10 năm về trước, 20 năm về trước kêu gọi trưng cầu dân ý thì có ai hưởng ứng hay không? Vì thời bấy giờ chúng ta cũng còn quá đỗi là hồn nhiên vô tư. Những cái âm mưu của Cộng sản Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam chúng ta cũng vẫn chưa thấy được, vì chúng ta cũng vẫn còn quá non nớt. Những cựu chiến binh của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đang nghĩ rằng cuộc chiến đã tàn, đã hết, không còn chiến tranh nữa, và an phận thủ thường, mặc dù họ vẫn bị Cộng sản đàn áp, áp bức, kỳ thị trên đất nước Việt Nam. Nhưng mà họ không bao giờ nghĩ đến cái việc mà Trung Cộng đã âm thầm cài cắm người vào trong bộ chính trị Việt Nam. Và họ cũng không bao giờ nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam, chính người Việt Nam là Cộng sản Việt Nam, đã hiến dâng đất nước Việt Nam qua cái bản mật ước Thành Đô cho Trung Cộng. Mà dẫu rằng họ có biết đi chăng nữa, một số ít các cô chú Việt Nam Cộng Hòa và những nhân sĩ yêu nước trong nước Việt Nam có biết đi chăng nữa, họ cũng có làm gì được đâu. Bởi vì họ có tai như điếc, có mắt như mù, có miệng như câm, họ không thể nói được. Vì cái chế độ tào quyền Cộng sản đã không cho họ nói, đã bóp nghẹt tiếng nói của họ. Bằng chứng là cha Lý đã bị Cộng sản Việt Nam bóp nghẹt tiếng nói của ông tại ngay giữa công chúng công luận, giữa ngay cái tòa án mà Cộng sản gọi là tòa án nhân dân, mà họ bóp nghẹt tiếng nói của người dân là một vị lãnh đạo tôn giáo. Hình ảnh đó cả thế giới đều thấy, chúng ta đều thấy. Bây giờ thì Triệu Thị Trinh xin mở một bản nhạc, rồi có thể là chúng ta sẽ tiếp tục bản hiến pháp phần 1. Triệu Thị Trinh sẽ chia sẻ bản hiến pháp phần 1, và sau đó thì sẽ có thời gian để mà đọc thêm những phần kế tiếp. Bởi vì bản hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dài 81 trang, có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải học hỏi, Triệu Thị Trinh cũng cần phải học hỏi thêm. Và quý vị thì đương nhiên thì không có ngoại lệ, không phải một ngày một bữa mà chúng ta thuộc hết bản hiến pháp, không phải một ngày một bữa mà chúng ta có thể nắm hết được tất cả những cái điều lệ trong bản hiến pháp. Cho nên nhiệm vụ của đại biểu đồng nhiệm trong chính phủ và những người đang ủng hộ tham gia chính phủ có nhiệm vụ là phải phát huy và chia sẻ bản hiến pháp đến từng người Việt Nam trên toàn thế giới, để họ nhìn cái bản hiến pháp này và thấy cái sự cần cù của Tổng thống Đào Minh Quân như thế nào, và tâm ý của Tổng thống Đào Minh Quân như thế nào, của cái nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, thì nó đã được ghi hết vào trong cái bản hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa này. Qua bản hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, quý vị
sẽ thấy được cái nhân bản, nhân văn của người Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta quyết phải lấy lại tất cả những gì, những cái mà ông cha của chúng ta đã dạy cho chúng ta từ xưa tới nay, những đạo đức, những đức tính, những cái gì mà tốt đẹp nhất sẽ được ghi ở trong cái bản hiến pháp này. Bản hiến pháp này là để phục vụ cho người dân, để cống hiến cho đất nước Việt Nam có được một cái nền tự do dân chủ. Và người dân cần phải được biết về bản hiến pháp, vì bản hiến pháp này là phục vụ cho quyền lợi của người dân, cho từng người dân, từ già cho đến trẻ, tất cả đều có quyền lợi trong cái bản hiến pháp này. Cho nên quý vị phải cần hiểu biết sâu sắc, và để chúng ta áp dụng vào cái đời sống của mình. Và hy vọng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trao trả chính quyền cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, để cho Ngài Tổng thống Đào Minh Quân sẽ giao thiệp và sẽ làm lại một cái mảnh đất Việt Nam tươi sáng, hãnh diện với thế giới. Chúng ta không còn bị lệ thuộc vào Trung Cộng, mà chúng ta sẽ trở thành những người văn minh nhất trên cái hành tinh này. Vì tôi tin rằng người Việt Nam của chúng ta không thiếu gì những người thông minh sáng suốt, những bộ óc thật là vĩ đại. Nhưng vì sống trong cái xã hội cộng sản không được phát huy, cho nên có khi những người thông minh lại bị lu mờ đi, hoặc là họ sẽ làm những cái việc mà không phải, không đúng cái chức năng của họ. Thì hy vọng rằng sau khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về, những em trẻ và những bạn trẻ, những người mà có khả năng sẽ ra giúp nước, và các bạn sẽ phát huy những cái tiềm năng, tiềm lực của mình để kiến thiết đất nước, để xây dựng quê hương. Thì bây giờ Trinh sẽ chia sẻ phần 1 của bản hiến pháp. Vì bản hiến pháp này rất là quan trọng quý vị. Đã bao nhiêu ngày nay Trinh không có được cái điều kiện để mà lên trên cộng đồng mạng để mà chia sẻ đọc bản hiến pháp to lên để cho quý vị cùng nghe. Vì có những người mà không có điều kiện để lên Facebook, hoặc là có những người, những cô chú không thể nào đọc nhiều vì mắt kém chẳng hạn, hay là vì một lý do nào đó, mà có thể là khi mà mình đọc thì cô chú đó sẽ nghe được, hoặc là những em nào đó sẽ nghe được khi mà các em làm việc không có thời giờ để nhìn trong bản hiến pháp, để mà tự đọc cái bản hiến pháp này. Thì bây giờ Trinh sẽ đọc bản hiến pháp. Cảm ơn quý anh chị em cô chú bác rất nhiều. Những ngày qua Trinh không có lên diễn đàn, có lẽ là anh chị em cô chú bác cũng có rất là nhiều câu hỏi, không biết Trinh đã đi đâu, không biết Trinh đã làm gì, tại sao không thấy mặt của Trinh ở trên những cái diễn đàn livestream. Thì hôm nay Trinh đã trở lại diễn đàn và sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin của chính phủ đến cho quý anh chị em cô chú bác chúng ta cùng nghe. Và nếu mà anh chị em cô chú bác nào có những cái ý kiến hay thì quý anh chị em cô chú bác cũng có thể chia sẻ trên diễn đàn, hoặc là anh chị em cô chú bác cũng có thể cùng Trinh chúng ta cùng đọc bản hiến pháp. Có nghĩa là Trinh sẽ đọc phần 1 rồi quý anh chị sẽ đọc phần 2 chẳng hạn, chúng ta cùng nhau mà tiếp sức cho nhau để nó không có cái sự nhàm chán, nó sẽ có những cái điều mà mới mẻ để những người nghe được thoải mái hơn.
Thì đó cũng là những cái tốt cho những cái livestream mà đang truyền tải những thông tin của chính phủ, để cho người nghe họ có hứng thú và vào diễn đàn để mà nghe chúng ta nói chuyện, để mà nghe chúng ta đọc những cái bản hiến pháp. Đó là những điều mà Trinh cũng rất là mong mỏi với anh chị em, cùng với Trinh chúng ta sẽ làm việc này. Đây thì Trinh đã mở được bản hiến pháp, thì Trinh sẽ xin phép với anh chị em, Trinh sẽ đọc bản hiến pháp, thì được tới đâu thì sẽ hay tới đó, vì không biết là cái sức của mình, có thể nói là sức của mình và cái nhãn quan của mình, cái nhãn thị của mình nó có tốt hay không để mà đọc được nhiều trang. Thì Trinh sẽ nói trước như vậy để cho chúng ta không có bị thất vọng khi mà Trinh đã không còn cái thị lực để mà nhìn nhìn chữ nữa, thì Trinh sẽ xin ngưng lúc đó. Hiến pháp lâm thời phần 1, lược sử hình thành đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chương 1.1, tâm thức. 1.1.1, ý thức: sống phải sung mãn khí Việt, chết phải hóa linh khí Việt. Đất nước ta vốn tiềm linh tụ khí, dân tộc ta tất nhiên phát sinh nhân kiệt. Chủ đạo Việt có truyền thống vô bại và văn hóa đại hòa, được ấn chỉ, ấn quyết và đã ấn chứng trong suốt nguồn mạch văn hiến văn lang. Lấy làng làm căn bản xã hội, được minh xác trong kinh Dương Vương, là quốc đạo, là minh triết, rất nhân chủ và dân chủ, nay gọi là tổ tiên chánh giáo, đại đạo sinh tồn của Việt Nam. Và tới đây hy vọng sẽ là kỷ nguyên mới của nhân loại, được mặc khải là tân dân minh đạo đã phát khởi trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tân dân năm 1987. Đại đạo sinh tồn là nhu cầu sống thực tại và thăng hoa của nhân loại, có mục đích phù trợ các đại tôn giáo trên con đường giải thoát, cứu độ hay cứu rỗi chúng sinh. Lịch sử cứu quốc và kiến quốc hiện nay phải triệu tập được anh thư hào kiệt, tuấn kiệt Việt Nam trong nước và toàn cầu, để tụ cho được nguồn linh khí thiêng liêng vô bại của đất trời Việt Nam, của xương tủy máu thịt Việt Nam, của nền văn hiến Việt đạo đã được sáng hóa bởi tiền nhân, do nhân dân và chủ và của chính chúng ta vậy. Chủ lực Việt phải thấu thập linh khí để phát huy minh trí, minh triết cho chính thân tâm mình, gia đình, dân tộc và nhân loại. Sấm sử truyền tụng trong nhân gian và khát vọng của dân tộc từ xưa đến nay vẫn minh chứng rằng, khi sơn hà nguy biến, quốc gia lâm nguy, thì hồn thiêng sông núi, anh linh ngàn đời tiên thánh tổ sẽ tái xuất sinh để tụ anh và điều động toàn dân. Chúng ta nghe rất là hay, vì trong này thì Trinh cũng có một cái sự hiểu biết như vậy. Khi mà đất nước lâm nguy, đến cái hồi mà sắp phải gọi là mất nước, mà mất nước không phải là mất nước vào tay giống như là Cộng sản Việt Nam, mà gọi là mất vào tay của ngoại bang, giống như là 1.000 năm chúng ta đã bị đô hộ bởi giặc Tàu. Thì trong 1.000 năm trước trước đó, biết bao nhiêu anh hùng nữ kiệt đã đứng lên khởi binh dẹp loạn, dẹp giặc, đánh đuổi giặc ra khỏi bờ cõi đất nước, và họ đã hy sinh, họ đã chết đi, nhưng mà linh khí của họ vẫn còn tồn tại,
vì họ là những bậc thánh nhân, họ là những cái bậc mà cao siêu, không phải là những người mà tầm thường như chúng ta. Cho nên những người đó họ sẽ trở lại làm những người ở cái thời đại này, ở cái thời điểm này mà đang cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Ở trên toàn thế giới này có rất nhiều người yêu nước, họ đang làm việc gì đó để mà giúp nước. Trong đó có chúng ta, có Trinh đây, có quý vị, có Thải Trinh, là một người nào đó ở cái thế giới mà đã qua, một cái thời điểm đã qua, và Trinh chết đi, và hôm nay Trinh sẽ trở lại, và Trinh sẽ đi theo Tổng thống Đào Minh Quân và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng với quý đồng nhiệm của mình, cũng là những người Việt Nam yêu nước thời trước mà đã đánh đuổi được giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi. Chúng ta chết đi nhưng mà linh khí của chúng ta còn tồn tại trong cái tâm khảm của mình, trong cái khối óc của mình. Cho nên khi mà mình nhìn thấy đất nước của mình bị lâm nguy, bị giặc ngoại xâm xâm chiếm, thì cái lòng phẫn quốc phẫn nộ của mình nó sẽ trỗi dậy. Bởi vậy nói tại sao trong bao nhiêu triệu người Việt Nam mà chỉ có vài triệu người sẵn sàng đi theo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để chống lại cái sự bất công, chống lại tà quyền cộng sản, để lấy lại đất nước mà không có làm khổ dân. Mà cũng có thể khi mà ngày xưa đó chúng ta đánh giặc, Hai Bà Trưng đánh giặc bằng gươm đao đổ máu, nhưng mà ngày hôm nay ở dưới cái thế kỷ này, Tổng thống Đào Minh Quân quá là siêu việt, cho nên ngài đã nghĩ ra cái cách mà trưng cầu dân ý, là lấy cái lòng dân, giống như mà cái cuộc hội nghị Diên Hồng của những người ngày xưa đó, những cụ già mà do vua đồ kêu đến đó, những ông vua kêu đến đó, để mà làm cái hội nghị Diên Hồng á, để mà hỏi ý kiến các cụ á, và những người mà trên tuổi vị thành niên mà có cái lòng yêu nước, có tham gia vô trong cái triều đình lúc bấy giờ, để mà đưa ra ý kiến xem là nên hòa hay nên chiến, thì họ đã cùng quyết chiến. Chúng ta hôm nay cũng vậy, quý anh chị em mà cùng với Trinh, đồng nhiệm của Trinh, thì chúng ta đã có cùng chung cái chí hướng với nhau, và cũng có thể chúng ta đã cùng thời với nhau những cái thời trước, để rồi hôm nay chúng ta lại sinh ra và lại cùng với nhau tham gia vào chính phủ để mà giúp chính phủ, để cùng với chính phủ đánh đuổi bọn tạo cộng ra khỏi đất nước của mình. Đó là cái câu, những cái câu mà đã được viết trong bản hiến pháp, cái bản hiến pháp này. Ở phần đầu là hiến ước lâm thời mà tổng thống đã viết, tổng thống Đào Minh Quân đã viết từ rất là lâu, cho nên cũng vẫn còn đề là hiến ước lâm thời, có nghĩa là giữ nguyên, phần đầu là giữ nguyên đó. Rồi bây giờ Trinh sẽ tìm một trang nữa, vì đây không cho chạy nữa, quý vị thấy không? Bây giờ Trinh sẽ trở lại nha, Trinh trở lại và Trinh sẽ cho qua, không biết cái hệ thống này như thế nào, system này như thế nào, tại vì cái máy này là máy mới, máy này là Trinh sẽ vừa mới sử dụng cho nên cũng không có rành lắm. Cái system thì không có giống như cái máy của mình ở nhà. Hiện thời thì Trinh chưa có tìm được. Ở đây Trinh sẽ quay trở lại cũng không được. Thì tạm thời chúng ta sẽ giải thích, chẳng hạn như
Tổng thống đã nói đó, thì không có sự thù hận ở trong đây. Vẫn biết rằng Cộng sản Việt Nam là những kẻ gây tội lỗi, những kẻ đã rước voi về giày Mã Tổ, đã biến con em của mình thành những kẻ vô thần, những kẻ gọi là không biết về nguồn cội của mình. Bây giờ các em gặp á, những người yêu nước mà các em lại nói là bị ngáo, bị khùng. Nhưng mà nhìn lại các em đi nha, có ngáo không? Có biết Việt Nam của mình đã bị như thế nào hay không? Biết bao nhiêu là thảm cảnh hay không? Hả? Bởi vậy mới nói trong bao nhiêu triệu người, chỉ có vài triệu người là sẵn sàng hy sinh thân cái thời gian sinh mạng của mình, sẵn sàng mà chịu đựng những cái bất công đến với mình. Bất công là như thế nào? Mình đang làm việc tốt, mình đang cống hiến cho đất nước, mình đang muốn cứu dân cứu nước, nhưng mà mình bù lại là mình bị những kẻ mà không hiểu biết nó mắng, nó chửi, nó mạ, nó lị. Thì kệ, nếu mà mình đã vì đất nước quê hương, xá chi những cái lời mà chửi mắng của những kẻ không hiểu biết, những kẻ gọi là cái tôi á, một cái tôi rồi rồi xong xuôi rồi không biết cái gì trơn, người ta nói mình cũng không hiểu gì, những kẻ mà vô diễn đàn mình nó nghe nó không hiểu gì trơn, có nghĩa là nó nghe nó không hiểu được gì hết trơn, nó chỉ biết chửi thôi. Thì không biết những kẻ đó là những kẻ gì sinh ra, từ kiếp trước của nó là cái gì sinh ra. Người ta nói đất nước của mình đang bị Trung Cộng nó khống chế, nó tàn độc, nó sát hại dân lành, nó cướp của cướp người, nó cướp của cướp đất, nó thả độc, nó xả thải, nó giết hại biển, nó giết hại dân mình, mà cứ ngồi đó à, không có đi tìm hiểu, chỉ biết á đi ra ngoài ăn nhậu xong mà đi về rồi sinh con ra nó có tật có nguyền, rồi ngồi đó khóc, rồi nhìn con mình chết đau khổ vậy thôi, chứ không biết làm cách nào, là chỉ phó thác thôi. Người ta đang tìm cách để giúp quê hương đất nước của mình thoát khỏi gọng kìm của Cộng sản, của Trung Cộng, đang đi theo cái đường lối chính sách của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, là lấy lại đất tổ mà không có làm khổ dân, có nghĩa là không cần phải chiến tranh, không cần phải súng đạn, mà chỉ cần lòng dân, chỉ cần cái lá phiếu trưng cầu dân ý mà thôi. Ai là người Việt Nam có hiểu biết, có tìm hiểu về cái sự mà âm mưu của Cộng sản và Trung Cộng, có nhìn thấy những cái thảm trạng trên đất nước Việt Nam, có lòng thương người, có lòng trắc ẩn khi mà thấy những cái bất bình ở trong xã hội, biết cất lên tiếng nói chính nghĩa, biết binh vực những người yếu đuối. Chứ đâu có phải mà như những người mà vô tâm, vô tình, vô cảm, vô đạo, không có biết tinh thần thánh trời Phật gì hết hay sao? Không có biết nhân quả là như thế nào hay sao? Không có biết nhục làm nô lệ cho Trung Trung Cộng là như thế nào hay sao? Từ một người Việt Nam biến thành kẻ không nguồn không cội, không có quê hương, không có đất nước, từ đất nước của mình biến thành đất nước của thiên hạ là của Trung Cộng, rồi cắm đầu cắm cổ làm việc cho Trung Cộng, làm mồi cho Trung Cộng, làm nô lệ cho Trung Cộng,
làm nô dịch cho Trung Cộng. Con của mình, em của mình phải đi lấy những cái thằng Trung Cộng, phải làm nô lệ tình dục cho chúng, nó đem về xứ nó hành hạ, rồi nó biến cái dân tộc của mình, đất nước của mình, tiếng nói Việt Nam biến mất. Văn hóa Việt Nam biến mất. Trường lại là cái gì? Bây giờ các em có lên mạng, các em có thấy hay không? Các em chơi chơi những cái trò gì trên mạng? Không có biết nhục hay sao? Những cái video mà nó vô cùng gọi là phản cảm, mà do những em trẻ còn trẻ tuổi, một đám luôn, trong nhà trường tổ chức chơi những cái trò đó, có thấy không? Rồi có bấm vô video Google đồ YouTube rồi coi không, coi sự khổ sở của người dân như thế nào không? Các em có bấm vô Google, có bấm vô YouTube để xem những người mà bị cướp đất, cướp nhà, cướp mất hết trắng không? Họ phải sống ngoài đường hay không? Họ phải đi gian cầu cộng sản từ mười mấy năm nay hay không? Họ đi lại, họ đi lại cái ông chủ tịch nước để đừng có cướp đất của họ trong cái mùa gặt hái. Họ đi lại đừng có dỡ nhà của họ, vì gần tới Tết rồi, họ phải có một mái ấm gia đình. Họ lăn ra đó, họ thiếu điều chết dở. Các em có thấy hay không? Những em trẻ Việt Nam, mong rằng các em hãy trở lại là một người Việt Nam, của xứ sở Việt Nam, con dân của dân tộc Việt Nam, có cái tấm lòng trắc ẩn khi mà nhìn thấy những cái mảnh đời quá là đau khổ tại Việt Nam. Rồi bây giờ các em không biết đi đâu, các em không biết nghe ai làm cái gì, chỉ có một đảng thôi, nó nói như thế nào các em nghe như vậy. Thì bây giờ các em đã lớn, các em có trí tuệ đúng không? Các em có trí thức, có kiến thức, lên YouTube, các em thắc mắc cái gì các em cứ bấm vào Google, các em tìm. Các em cũng không cần nghe một thế lực nào, hãy đi tự đi tìm hiểu để biết cái đời sống của chúng ta tại Việt Nam như thế nào, và biết cái người mà đang lãnh đạo mình như thế nào, cái chế độ cộng sản như thế nào, và thể chế Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, những người ở xứ tự do như thế nào, và những người đang ở trong đất nước Việt Nam họ đang như thế nào, thì các em biết phân biệt trắng đen, thiện ác, chính tà. Các em thấy cái nào nó tốt thì các em phải đi theo. Tại sao các em thấy cộng sản giết người, cướp của mà họ đang ngồi ở trên, gọi là lãnh đạo các em, mà các em cũng vẫn tự nhiên để cho họ làm gì họ làm, rồi họ giết ai các em cũng không cất lên tiếng nói là sao? Để rồi ngày mai các em trở thành những công dân của Trung Cộng, các em vừa ý không? Khi mà các em đi ra xứ ngoài hay là đi vào đất nước Việt Nam, phải xin phép Trung Cộng. Bây giờ á, dịch bệnh corona đã tới đất nước Việt Nam sát bên, còn giấu giếm, không có bao nhiêu ca đó, có mười mấy ca bị nhiễm thôi mà trị hết rồi. Cái đó là Bộ Y tế của Việt Nam nói đó. Trong khi cả thế giới người ta đã lên tiếng,
Dịch bệnh nó tràn lan. Đất nước Việt Nam là ở sát bên Trung Cộng. Mà Cộng sản Việt Nam không chịu đóng cửa biên giới, lại rước vô gần cả 2.000 công nhân Trung Quốc. Rồi hỏi á, dịch bệnh có truyền tràn lan trong đất nước Việt Nam hay không? Nó có 16 người thôi à, đã trị khỏi rồi. Việt Nam giỏi quá ha. Rồi còn lên á, phát biểu mấy cái ông mà trong cái bộ máy chính trị của Việt Nam đó, lên phát biểu sao? Chưa được lệnh của Trung Quốc cho nên chưa có thể đóng cửa biên giới được. Nghe vậy nghe được không các em? Có bất bình không? Cái lũ lưu vong à? Hỏi cái lũ mà cộng sản đó, nó chuyển tải tiền đi ra nước ngoài đó, nó đem con cháu nó ra nước ngoài, nó mua nhà mua cửa đó, em đang chửi nó phải không? Em nói tầm bậy coi chừng á, nó lại nhà em nó bắt á. Tại vì bây giờ á, cái lũ mà ở trong nước á, cái lũ cộng sản nó đang chuyển tiền đi ra nước ngoài đó, nó đang đi ra nước ngoài, nó đang chuyển hết cái tài sản của quốc gia ra nước ngoài á. Vậy nó có phải là lưu vong không, hay là ăn cướp, hay là cướp của quốc gia ra, rồi đem ra nước ngoài ha? Còn các em là những kẻ mà không tiền, không có cái lựa chọn, cho nên phải cắm dùi tại đất nước Việt Nam. Để rồi Trung Cộng nó qua, nó lập những cái hãng xưởng, rồi nó xả thả thải chất độc ra cho các em hốt, cho con cháu của các em hốt vào, cho các em hít vào, rồi các em đẻ ra, sinh sản ra những quái thai. Chứ mấy tên chấp bu cộng sản nó đâu có chết, nó gom hết tài sản của đất nước quốc gia rồi để nó đem ra nước ngoài, nó ăn sung mặc sướng. Ngồi đó mà nói lưu vong chứ không lưu vong. Hỏi cho mấy thằng có mấy tên mà cộng sản chấp bu á, nó có lưu vong hay không? Nguyễn Tấn Dũng có đem con ra nước ngoài để gả cho người quốc gia hay không? Có đem Nguyễn Thanh Phượng ra nước ngoài hay không? Trốn chạy, ôm hết tài sản của quốc gia trốn chạy có hay không? Chúng tôi sẽ trở về một ngày rất là gần để giải cứu các em, để mà dạy lại trong những cái mái trường, để cho các em được học những lịch sử, những sự thật tại sao mà Việt Nam Cộng Hòa có những cái tốt và có những cái xấu. Và chúng tôi vẫn nói, chúng tôi đâu có lấp liếm, chúng tôi đâu có giấu giếm chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Những người theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng có những người không có tốt. Tại sao chúng tôi dám nói lên sự thật? Còn cộng sản thì không, ai là cộng sản là cũng tốt hết à. Đem tiền ra nước ngoài, mua tài sản, mua nhà cửa, đem con ra nước ngoài, nhưng mà các em vẫn tôn thờ. Còn chúng tôi là những người bị, chúng tôi bị đàn áp, chúng tôi không thể sống với cái chế độ mà cộng sản độc tài, cho nên chúng tôi phải ra đi. Chứ lòng nào mà ai mà muốn bỏ đất nước, ai muốn lưu vong? Còn họ ôm tiền ra nước ngoài, họ có lưu vong hay không? Nhờ cảm ơn Trang Võ. Thấy mấy em nó nói chuyện nó thật sự mình bực ghê luôn á. Mình rất là muốn nhã nhặn mà nó không để cho mình.
Mình rất là buồn là sao, tại vì cái thế hệ trẻ của đất nước Việt Nam của mình đó, các em đã không có nhìn thấy được cái sự thật. Các em không muốn nhìn hay là các em sợ vì không có lựa chọn, các em không có sự lựa chọn, vì các em luôn luôn nghĩ rằng chúng tôi là những người cái thế lực thù địch, vì các em đã bị nhồi sọ, đã bị cộng sản nhồi sọ cho các em như thế. Các em hãy tự đi tìm hiểu và hãy tự nhìn lại trong cái cuộc sống của mình trong đất nước Việt Nam như thế nào. Anh chị ở ngoài nước này lên cộng đồng mạng nói chuyện, tham gia các tổ chức, các hội đoàn, tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, anh chị không được gì hết. Ngoài cái lòng tự trọng, ngoài cái lòng mà gọi là trách nhiệm, bổn phận của một người dân Việt Nam, nhìn thấy đất nước quê hương mình sắp sửa lọt vào tay của Trung Cộng. Mà nói đúng ra đó, đất nước Việt Nam của mình đã lệ thuộc Trung Cộng gần, gọi là từ Bắc vào Nam. Từ Bắc á, là đã gần 80 năm rồi, ở trong Nam á, là 40 mấy năm rồi, lệ thuộc họ quá nhiều rồi, họ đã hán hóa đất nước chúng ta rất nhiều rồi. Bây giờ muốn trách các em á, buồn thì nói vậy, nhưng mà cũng phải xem lại, vì các em đã sống trong cái xã hội đó từ khi các em mới lọt lòng ra. Cho nên các em không được dạy dỗ, không được họ dạy cho những điều sự thật. Lịch sử ở đâu? Toàn là gian dối. Họ chỉ biết nói về những cái gọi là Đảng Cộng sản, Quang Vinh muôn năm, dạy cho học trò có nhiêu đó thôi, chỉ biết có nhiêu đó thôi. Không biết tại sao mà lá cờ đỏ sao vàng nó đến đất nước Việt Nam. Không biết tại sao mà lá cờ đỏ sao vàng nó lại giống như cái lá cờ của Trung Cộng. Hả? Tại sao các em không đặt cái câu hỏi đó? Hay là các em cũng đồng lòng với Đảng Cộng sản Việt Nam? Các em cũng đồng lòng đem làm cái tỉnh lỵ của Trung Cộng? Các em cũng cam chịu làm nô lệ cho Trung Cộng? Cho nên các em mới nhìn chúng tôi bằng một cái con mắt khó chịu. Cho nên các em mới nhìn thấy chúng tôi là những người đang muốn lấy lại đất nước cho đất nước Việt Nam, cho người Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi không muốn làm kẻ gọi là không nguồn cội. Chúng tôi muốn trở về đất nước, chúng tôi muốn gia đình chúng tôi phải được sống trên đất nước Việt Nam. Quyền hạn của những người công dân Việt Nam phải được tôn trọng. Bản hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa này, các anh, các chị, các em hãy tìm hiểu và hãy đọc xem trong này có thực sự là đáp ứng được những cái nhu cầu của người dân Việt Nam hay không, có nhân văn nhân bản hay không, để mà so sánh lại xem cái đời sống hiện tại của chúng ta trong đất nước Việt Nam đó, của các em đó, nó có được cái gì hay không, và cái bản hiến pháp này nó sẽ giúp được cho chúng ta như thế nào, người Việt Nam như thế nào, cho tương lai của các em và con cháu của các em như thế nào. Hãy tìm hiểu đi rồi hãy nói. Xin chào quý anh chị em vào sau. Hiện tại thì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã làm được một cái bước tiến rất là ngoạn mục,
có nghĩa là bản hiến pháp đã hoàn tất. Là ngày về của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã gần kề, chỉ còn chờ đợi lòng dân. Cho nên chúng ta phải tiếp tục trưng cầu dân ý. Vì sao? Thế giới và chính phủ phải nhìn thấy được một xã hội Việt Nam hiểu biết sâu rộng và rõ ràng trắng đen, thiện ác chính tà. Chúng ta phải biết phân biệt. Thì lúc bấy giờ chính phủ và Hoa Kỳ Liên Hiệp Quốc họ mới đi vào đất nước Việt Nam, họ đem chính phủ về, họ giúp chính phủ, họ mới dám giúp cho chính phủ. Còn bây giờ nếu mà chúng ta nói nhưng mà người dân không hiểu gì hết, người dân không biết gì hết, muốn làm nô lệ cho Trung Cộng, thì làm sao mà họ dám giúp đỡ để mà cho chính phủ về đây? Và chính phủ cũng không có thể nào mà về khi mà người dân chưa hiểu biết về chính phủ và chưa hiểu biết về Tổng thống Đào Minh Quân như thế nào. Nếu mà chúng tôi về mà các bạn, các em coi chúng tôi như kẻ thù thì chúng tôi về làm cái gì? Cho nên cô chú anh chị em ở tại hải ngoại này cố gắng đem tất cả những tình thương, những lời nói chân thành gửi đến cho các em ở trong nước, cho những người đang sống ở trong cái xã hội của cộng sản, cố gắng để mở mắt ra, để so sánh, để biết được vận mạng đất nước Việt Nam của chúng ta đang ở đâu, và cùng nhau để mà góp sức để đánh đuổi Tàu Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam, để đất nước của chúng ta không phải là một tỉnh lỵ của Trung Cộng. Các em có hiểu hay không? Anh chị ở ngoài nước không phải nói là ai một cái tính ý khác, nhưng mà nói chung là chúng tôi luôn nghĩ về quê hương đất nước. Và những người thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời nói riêng đã tìm được cho mình một cái con đường mà giải thoát cho dân tộc Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng và chúng tôi sẵn sàng hy sinh để mà trở về bằng bất cứ giá nào để lấy lại đất tổ, bằng đường lối không làm khổ dân. Mà không có làm khổ dân, không có chiến tranh, không có giết chóc, không có trả thù. Những người cộng sản nếu hiểu được cái định luật mà chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải giữ gìn đất nước Việt Nam, chúng ta phải bảo vệ cho con dân Việt Nam, chúng ta không để ngoại bang cướp nước chúng ta, thì bất cứ kẻ thù nào cũng không thể nào mà cướp được đất nước chúng ta. Còn nếu như người Việt Nam mà đi thù hận nhau, đi chém giết lẫn nhau, thì dĩ nhiên kẻ lợi là kẻ ngoại bang, họ sẽ vào đất nước chúng ta và sẽ hút hết tài nguyên tài sản của chúng ta, họ sẽ làm chủ của chúng ta, họ sẽ ngồi trên đầu trên cổ của chúng ta. Dạ chào mấy anh chị em, cô chú bác vào mới vào. Trinh rất nó làm tiếc vì cái máy này mình không có điều khiển được như ý của mình. Cho nên muốn đọc bản hiến pháp mà hồi nãy giờ cứ bị trục trặc. Không có mở được mà cũng không có tắt được luôn. Rất là lâu rồi không thấy thấy Trang. Em chào chị Lan Trần nha. Em chào quý đồng nhiệm, cô chú bác ở trên diễn đàn.
bằng 5, 4. Có thể là mình tìm một hồi mình sẽ ra. Được rồi. Trong bản hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa này có những điều khoản viết cho những người cộng sản, thì các bạn hãy theo dõi để mà nghe những cô chú anh chị trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ truyền tải cái bản hiến pháp này qua những cái live stream như là của đại biểu Lan Trần, của đại biểu Pha Lê. Mỗi ngày đại biểu Pha Lê có lên live stream và có đọc thông báo và bản hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nếu cô chú anh chị không có điều kiện để đọc bản hiến pháp thì cô chú anh chị có thể tìm nghe trong những live stream của đại biểu Pha Lê và Kim Quỳnh. Hai chị rất thường xuyên lên live stream để đọc bản hiến pháp, và hai chị đã đọc đi đọc lại để cho chúng ta cùng nghe và cùng nghiệm, tìm hiểu. Và quý đồng nhiệm cũng rất cảm ơn hai chị, riêng Trinh rất cảm ơn những vị đã đọc bản hiến pháp trong phòng FCC, vì có thể mình không có điều kiện, vì có thể là mình không có khả năng để đọc nhiều như vậy, mà quý anh chị đã đọc rất nhiều lần để cho chúng tôi được nghe. Không học được nhiều thì cũng có học được vài điều, có thể là mình học thuộc được vài điều thì dần dần mình sẽ từ đó mình học thêm ra, chứ nếu mà một lần thì không thể nào mà thuộc hết cho được. Trong những cái truyền thông, trên những truyền thông của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cũng đã phổ biến bản hiến pháp, ví dụ như là truyền thông Công Lý, hay là Cục Dân vận, hay Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân chủ toàn cầu cũng đã phổ biến bản hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý anh chị, cô chú bác nào mà muốn nghe thì hãy tìm vào những cái live stream hay những trang truyền thông của chính phủ để được nghe những bản hiến pháp. Rất là dài mà cái bản hiến pháp này tại sao lại từ lên đây. Mình sẽ cố gắng đọc một vài trang đầu tiên để truyền tải đến quý vị. Rồi sau đó thì những trang kế tiếp thì xin hẹn lại để kỳ sau mình sẽ đọc tiếp. Thật sự nói như đọc chữ đó thì mình ra nước ngoài rồi mình lại ít đọc báo tiếng Việt, cho nên khi mà đọc trở lại cũng hơi bị khựng. Nếu mà mình vào trong FCC á, mình đọc thì mình đọc dần dần thì mình sẽ quen, sẽ đỡ hơn. Tại sao lại trở lại trang cuối? Sao nhỉ? Không biết quý anh chị có ý kiến gì không? Hồi nãy tới giờ quý anh chị nghe, dạ em chào chị Ngọc Anh Nguyễn, những cái bài phát biểu của Tổng thống khi mà ngài
ngài sắp và ký vào cái bản hiến pháp, ngài đã đọc cái diễn văn đó, thì ngài cũng có nói là ngài không có viết sẵn, có nghĩa là cái bản cái bài mà diễn văn mà ngài đã đọc á thì ngài không có viết sẵn, ngài chỉ tự tự mình mà nói ra trong cái tấm lòng của mình mà thôi. Thì ngài cảm ơn chính phủ và nhân dân của Hoa Kỳ đã cho ngài Tổng thống Đào Minh Quân một cơ hội và đã đối đãi rất là tốt với những người Việt Nam mà tị nạn cộng sản qua tới Hoa Kỳ, rồi cho thành lập một chính phủ trong chính phủ là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ở trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Có nhiều anh chị em á cứ hỏi làm gì có chuyện mà một chính phủ trên một chính phủ, có chứ sao không có. Không phải là nói về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thôi, mà trên các quốc gia họ đã phải bỏ nước ra đi, chẳng hạn họ bị cướp nước, hay là họ vì một cái nạn nào đó, nạn cướp nước nào đó mà họ phải ra khỏi nước để mà họ đấu tranh, thì họ cũng lập chính phủ lâm thời. Rồi Geneva thì họ cũng đã lập một ông tổng thống lâm thời, mà ông tổng thống đó ông cũng đâu phải là ở trong đất nước Việt Nam đâu, ở trong đất nước của ông đâu, mà ông cũng là ở nước ngoài trở về. Có nghĩa là ông ta cũng đã lập một chính phủ trong một chính phủ ở trên cái nước sở tại mà ông ta đang ở ăn nhờ ở đậu, để mà ông ta chờ cái ngày ông ta trở về đất nước của mình để là một vị tổng thống lâm thời, để lấy lại cái đất nước của ông ta từ trong tay của chế độ khác. Thì đó thì là cái một những cái sự việc như vậy đó là tương tự cho chúng ta đã hiểu tại sao lại có một chính phủ trong một chính phủ, không phải là ngoại lệ. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không phải ngoại lệ, mà từ trước đến giờ có rất là nhiều nhiều chính phủ lưu vong hay là tị nạn ở trên đất nước khác đã lập ra chính phủ, và ngài đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump, và ngài cũng có kể cho chúng ta nghe một câu chuyện đó mà nãy Trinh đã đọc. Thì bốn phi công của Hoa Kỳ đã chở 81 quân lực, 81 người quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên chiếc máy bay trực thăng để mà đi hành quân, để đi công tác, thì đã bị hy sinh, tất cả đã hy sinh. Nhưng mà cho đến năm 2019 thì họ mới được tìm tìm được thi thể của những người này và đưa về Hoa Kỳ để mà làm lễ truy điệu. Thì trong 81 quân nhân này, Trinh nghĩ rằng có rất là nhiều người mà gia đình vẫn chưa nhận được tin tức, có nghĩa là họ đã mất tích từ bao nhiêu năm nay. Vì khi mà người chết không tìm ra xác thì coi như mất tích, nhưng mà cho đến hôm nay thì Hoa Kỳ đã tìm được họ và đã đem về Hoa Kỳ để mà chôn cất. Thì Trinh tin rằng có những gia đình hãy đến đó, hãy đến để mà liên lạc với chính phủ Hoa Kỳ để biết được thân nhân của mình đã được đưa về nghĩa trang của quân đội Hoa Kỳ hay chưa. Vì mới đây Trinh cũng có quen một em, thì em mới nói là cha của em là phi công Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà đã hy sinh, nhưng mà em cũng không biết là cha của mình đã hy sinh từ lúc nào. Vì khi mà Cộng sản Việt Nam vô trong Sài Gòn 30 tháng 4 năm 1975 thì mẹ của em đã phải gọi là đốt hết tất cả những giấy tờ tùy thân của cha của em, cho nên bây giờ em cũng không biết là cha của em chết như thế nào và chết ở đâu.
Thì nếu mà em có xem hoặc là em có tình cờ xem được cái livestream của chị Trinh thì chị nghĩ rằng em hãy tìm cách để mà liên lạc hỏi thăm về cái câu chuyện một của Tổng thống Đào Minh Quân đã kể trên cái bài diễn văn của ngài. Có thể trong số đó có cha của em là người đã chết trong cái máy bay của 81 người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và 4 phi công của Hoa Kỳ. Đó là lời nhắn nhủ. À, bây giờ thì rất là buồn bởi vì khi mà Trinh đã dùng cái hệ thống mà máy không phải là cái sở trường mà mình thường dùng á thì nó bị trục trặc nhiều quá và cũng không có nhạc để mà cùng với anh chị em để mà nghe, thì chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau như vậy mà thôi. Không biết có anh chị em nào cùng Trinh chia sẻ hay không về cái cảm tưởng của quý vị khi mà quý vị đọc cái bản hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa này, thì quý vị thấy như thế nào? Quý vị có vừa ý hay không? Quý vị có thấy là bản hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa này rất là nhân bản và rất là có ích lợi cho người dân ở trong nước hay không? Riêng Trinh thì Trinh cũng đã đọc qua bản hiến pháp, nhưng mà nếu nói thuộc thì chưa có thể nào thuộc được. Phải nhìn rồi mới đọc được. Có nhiều cái khoản mà mình biết để mình giải thích, nhưng mà nếu mà nói thuộc thì chưa có thể nào. Chào chị Hội Tâm. Mình cứ tìm mà cũng vẫn chưa có ra. Dạ. Ê, xin cho phép Trinh. Rồi, được rồi, có thể là được rồi. Tại vì nãy giờ nó bị kẹt. Dạ đúng à, bạn giúp đẹp Hồ Dê chắc bạn cũng đọc rồi chứ. Thì rất là nhân đạo luôn. Có cái tính nhân nhân đạo trong đó. Thì mình thấy có nghĩa là không có phân biệt. Nếu mà những người cộng sản, tại vì nói nếu mà nói mình phân biệt cộng sản với cộng hòa đó thì không thể nào đâu. Tại vì 40 mấy năm rồi cộng sản đã hiện diện trong đất nước Việt Nam và rất là nhiều người không biết về thể chế Việt Nam Cộng Hòa, có nghĩa là những em mà mới sinh ra, mấy em không biết gì hết về Việt Nam Cộng Hòa. Mấy em đã bị cộng sản dạy cho mấy em toàn là những cái gì mà cộng sản sinh sản ra, đẻ ra rồi đặt ra luật lệ, nhưng mà họ cũng không có làm theo luật lệ mà các em cũng không hề hay biết. Thì bây giờ cái bản hiến pháp này là cho người cộng sản cái cơ hội trở về với quốc gia dân tộc. Đó, nếu như mà những người cộng sản đã làm việc cho cái thể chế cộng sản này nhưng mà không có gọi là tham nhũng, không có tội ác với nhân dân, không có hà hiếp dân lành, có nghĩa là những người lương thiện, nhưng mà họ phải sống trong một cái xã hội như vậy thì họ phải làm việc như vậy mà thôi. Nhưng mà họ không có phạm những cái lỗi gọi là nặng nề thì họ cũng có thể trở lại để mà phục vụ cho đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, làm việc trong thể chế Việt Nam Cộng Hòa, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa để phục vụ cho đất nước, phục vụ cho người dân Việt Nam. Và họ cũng sẽ không có phải là bị liệt kê vào thành phần gọi là ác ôn, không có bị liệt kê vào thành phần mà hà hiếp dân lành. Đó, thì trong bản hiến pháp cũng nói rất là rõ ràng
Nếu như mà anh chị em nào mà đã làm việc trong cái những cái cơ quan công quyền của cộng sản, nhưng mà biết được cái nào là đúng, cái nào là sai, và không có làm hại người dân, thì quý anh chị cũng vẫn là những người Việt Nam chân chính và cũng là công dân của Việt Nam, quốc dân Việt Nam. Rồi sau đó quý anh chị hãy trưng cầu dân ý để trở thành công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa chính thức. Thì nếu mà quý anh chị trở thành công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa rồi đó, thì quý anh chị có được những cái quyền lợi khác nữa. Ví dụ như là quý anh chị sẽ được được đứng ra để mà ứng cử quốc hội, ứng cử nghị sĩ, ứng cử phó tổng thống, ứng cử tổng thống, ứng cử bộ trưởng chẳng hạn, tất cả những chức vụ. Nếu mà quý anh chị làm cái trưng cầu dân ý để trở thành công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Còn nếu như mà quý anh chị không muốn thì quý anh chị vẫn giữ là gọi là người dân bình thường. Đó thì quý anh chị sẽ cũng không có cái những cái quyền mà đặc biệt. Bởi vì mình không có phân biệt được cái nào là mình muốn. Ví dụ như quý anh chị không làm trưng cầu dân ý để trở thành Đệ Tam công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì có thể là trong tư tưởng của quý anh chị vẫn còn giữ để cũng còn mà đi theo cái chế độ cộng sản chẳng hạn, thì quý anh chị sẽ có thể nói là không có cái được cái quyền công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, không có quyền, không có đặc biệt gọi là được ứng cử chẳng hạn. Tại vì sau này khi mà chính phủ về, trong cái bản hiến pháp đã nói á, mọi cái vấn đề mà liên quan đến cái xã hội cộng sản độc tài á, nó đều bị loại trừ. Có nghĩa là mình không có theo cái đường lối của cộng sản nữa, có nghĩa là không có duy trì nó nữa. Những người dân mà đang sống trong đất nước Việt Nam phải bỏ hết. Còn nếu mà quý anh chị muốn theo chế độ cộng sản á, thì quý anh chị là coi như là không có được quyền lợi nhiều, không có được quyền lợi gì hết nha. Cái đó thì quý anh chị phải tìm hiểu trong cái bản hiến pháp này cho rõ ràng. Có thể là khi mà mình nói mình chưa có thể nào mà giải thích rõ ràng được cho quý anh chị. Muốn biết rõ thì mình phải tìm hiểu trong cái bản hiến pháp từng câu từng chữ để mà mình hiểu ta nói gì. Khi mà có văn bản rồi á thì rất là quan trọng. Những câu những từ đều có ý nghĩa, đều có những cái riêng của nó. Chứ không khi không phải như mình nói. Thì khi mình nói nhiều khi mình cái giật diễn giải của mình á, nó chưa có thể là tới tới đỉnh. Nó chưa có chính xác lắm. Cho nên quý anh chị có thể là hiểu bị sai cái ý, hay là mình không có diễn giả được đúng như cái ý trong cái câu từ của bản hiến pháp. Thì Trinh khuyên rằng quý anh chị nên tự đọc cái bản hiến pháp để mình hiểu theo cái chiều hướng mà mình đọc cái bản đó, bản hiến pháp này. Thì qua qua những cái góp ý kiến của những đại biểu đồng nhiệm trong chính phủ đó, thì bản hiến pháp đã được hoàn tất vào ngày 16 tháng 2 2020, và Tổng thống Đào Minh Quân đã ký vào đó. Và tất cả những đại biểu mà đã tham gia ở trong cái ngày mà kỷ niệm 29 năm thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thì cũng đã ký vào cái bản hiến pháp này. Trinh nghe được như vậy và Trinh cũng lấy làm rất là tiếc vì mình không có được tham dự vào cái buổi đại hội gọi là kỷ niệm 29 năm thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để mà được ghi cái tên mình vào trong cái bản hiến pháp. Nhưng mà không sao cả, khi mà
mọi việc đều do duyên để mà tạo thành một cái sự kiện. Thì quý anh chị cũng đã ký vào, quý anh chị đại biểu đồng nhiệm đã ký vào, thì quý anh chị cũng có những cái vinh dự đó. Thì Trinh xin chúc mừng quý anh chị em, quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời mà đã tham dự vào cái ngày đại hội 29 năm kỷ niệm thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thì có thể là Trinh đã làm mất thời giờ của anh chị rất là nhiều, nhưng mà vì cái bản hiến pháp này gồm 80 trang mà nãy giờ Trinh cứ tìm 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 cái trang kế cái trang đầu, nhưng mà cứ nhảy lên từng trang một mà không có kéo được, không có kéo được cái bản hiến pháp trọn vẹn đây, nóng ruột quá, nóng ruột vì quý anh chị chờ lâu quá. Thôi thì Trinh sẽ mở cái bài Nói Nhịp Trùng Dương nha, để quý anh chị cùng nghe cái bài đó đi, rồi nếu mà xin hẹn lại ngày khác. Dạ, Trinh mới đọc có phần đầu thôi, Trinh mới đọc có chút xíu thôi à, có một trang một thôi à. Thì bây giờ Trinh mở bài nhạc rồi Trinh đi tìm. Nhạc nghe cũng không rõ lắm nè. Quê hương quá dấu vết đau thương,
10 năm sau đôi chân mòn soi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muôn trùng. Đơn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau tròn cả mùa xuân. Trong khơi lạnh cuồng sóng, núi rừng ơi hợp tấu mây hờn. Ngày quê hoang như hương mặn mỏi ngóng, trong lòng người đi nói nhiều trùng dương. Dạ, chào anh Phan Nguyễn. Chúng cùng nhịp thở ngày quê hương dân tộc hết đau thương, ngày anh em ta chung cùng nhịp thở ngày trong mơ, ngày sông núi đợi chờ. Dạ, cảm ơn quý anh chị em đã thưởng thức bài hát. Thì bây giờ Trinh sẽ đọc tiếp cái trang lúc nãy. Thì trang lúc nãy thì Trinh đã đọc đến sẽ tái xuất sinh, sấm sử truyền tụng trong nhân gian và khát vọng của dân tộc từ xưa đến nay vẫn minh chứng rằng khi Sơn Hà nguy biến, quốc gia lâm nguy, thì hồn thiên sông núi, anh linh ngàn đời tiên thánh tổ sẽ tái xuất sinh để tụ anh và điều động toàn dân. Cùng khối chủ lực của thế hệ chiến thắng, lãnh tụ từ đó khởi sinh, không phải từ cá nhân, không phải do bất cứ một nhóm hay thế lực nào, mà từ trong nhân gian, từ nguồn thiên linh khí đất trời, và từ đấu tranh hóa hiện để cứu quốc và kiến quốc. Niềm tin đó là sức mạnh vạn thắng. Niềm tin đó báo hiệu một khúc quanh lịch sử của dân tộc và thăng hoa theo thời gian, có thể là thông điệp cho cả nhân loại, báo tin sự trỗi dậy của nòi giống Việt thông minh, cần cù, bất khuất và anh hùng anh. Cần cù, bất khuất và hùng anh. Nhân đạo tính là nguồn sống tâm linh và ý thức cao quý nhất tiềm tàng trong tâm thức của người Việt Nam. Tiên hiền liệt tổ đã muôn một tuyên xưng hành xử nhân đạo trong suốt mạch sống lịch sử vũ trụ bao la, thế giới chập trùng không bờ bến. Tâm thức, ý thức và tri thức vẫn là những bất hòa sâu sắc, tế vi. Chỉ có nguồn mạch nhân chủ được khai thông, hóa giải được bất hòa, tạo mối an hòa, thì chư nhân mới quảng lạc. Đó là diềm mối của nhân đạo Việt, là tinh Việt, tính Việt vậy thay. Lịch sử loài người đã kinh qua nhiều biến hóa từ hàng triệu năm, nhưng thử nghĩ xem, cả nhân loại có dân tộc nào đủ quán tính để hành xử thương yêu, hành đạo, thành đạo, sống nhân đạo như người Việt Nam? Gần 5.000 năm lịch lập quốc, nhân đạo tính đã trở thành minh triết của dân tộc. Nền nhân chủ cương thường đã hóa hiện trong suốt mạch sống của lịch sử, đã trở thành nhân tính Việt, là ánh quang minh rực rỡ nhất của cả nhân loại, đã thể hiện trong cung cách của tiền nhân, thương dân, thương nước, thương yêu cả muôn triệu anh hùng đã siêu linh trong thánh sử, thương yêu cả khói mây mê muội giặc xưa. Khi họ xâm phạm đất trời Việt Nam, cây đa lá thụ, muôn muôn cội trùng tử sinh trên khắp mặt núi sông. Ôi,
vô cùng, vô tận, sâu thẳm trùng khơi, dung dung chứa chứa, vạn vạn sóng biếc, áo ảo, ảo ảo vô biên, huyền năng vô tận, là dạt dào, là tối thắm của tầng sóng đái trùng trùng điệp điệp, là sức bật vô song, chí thượng của dân tộc ta. Đã bao lần nhân dân Việt xưng tỏa diệu năng, xung tỏa diệu năng, làm tinh thế cho chủ động, chủ thắng, là cội rễ của ý chí quốc dân. Kìa nhìn xem giặc Bắc ác lan mà dân ta còn tha được, đã tử trận vẫn còn được ta siêu độ tế linh. Lại nhìn xem tướng thần Phạm Ngũ Lão thương nước non mà đâm thịt chẳng đau. Ôi, nhân đạo đã là tính Việt, trở nên tinh Việt, tạo ra linh Việt, mở khí nhân, sáng linh tâm, ắt nhiên trí tỏ, cười dũng chí hùng, ôm cả đại thế trong lòng. Dạ mang mang Việt Nam, làm gì cũng phải tụ chí nhân, tự chí thành, tức hòa thông nhân đạo Việt. Muốn khôi phục nước thì trước hết phải lấy lại đạo, lấy lại riềng mối của dân tộc. Người Việt Nam nhân, người Việt Nam bản chất thông minh, cần cù, đầy nhân hậu và nghĩa dũng, là miếng đất màu mỡ tươi tốt cho cương thường đạo lý và các hoạt hạt giống tốt lành của tín ngưỡng đâm chồi, nở nhụy khai hoa, đức bi hỷ xả, nhân ái hiền lương của tôn giáo đã thành cội rễ trong lòng dân Việt. Gác lại những nguyên do và uẩn khúc khác, chỉ thâu nhận những tinh hoa phù hợp với linh Việt, tính Việt và truyền thống Việt, sẽ may thay là con đường quang lạc cho thế giới khi bế tắc hay tạm thời bị ngán động, như dòng sông cuồn cuộn bị bờ đất nhỏ cản trở, nhưng dòng nước lũ sẽ cuốn phăng rác rến, đào xoáy vỡ bờ để xuôi dòng thế sự. Trong sự góp phần khai thông của toàn dân Việt Nam, dòng mạch sống của dân tộc sẽ tiếp tục tiến ra bể khơi, bốc lên tận trời thành mưa, tiếp tục tưới thấm những mầm cây, làm nảy lộc đâm chồi, hưng quang nồi giống và xanh tươi đời sống. Nói cách khác, khi cùng tất biến, đó là lẽ huyền thông của vũ trụ. Cho tới khi hy vọng gần như tan tành, thì sự phản ứng quyết liệt mới bộc phát, tà quyền sẽ bị đào thải hay bị tự hủy việt, hủy diệt, công chính và công lý sẽ khởi sinh để tạo sự đoàn kết, lật đổ bảo quyền, đưa nước Việt lên vinh quang, hòa bình, an lạc, hoàn tất hội rồng mây tụ đỉnh, hạ thế tiên rồng. Đó, thì Trinh đã đọc hết cái phần đầu. Nhưng mà bây giờ thì tiếng của Trinh nó không còn trong trong trẻo nữa, thì tiếng của Trinh bây giờ đã muốn tắt rồi, cho nên Trinh sẽ tạm dừng ở đây. Tới chương 1.2 nhận định thì xin lỗi, thì lần sau Trinh sẽ tiếp tục, và có thể là Trinh sẽ có một ly nước để trước mặt, để mà khi mà Trinh đọc thì Trinh sẽ uống uống nước để mà nó không có bị khàn cái tiếng nữa, để mà có thể đọc hay hơn, truyền cảm hơn, gửi đến quý anh chị em, cô chú bác, để cho quý anh chị em, cô chú bác trên những đàn nghe để dễ chịu hơn. Vì khi mà cái lời, cái tiếng của mình nó không có được trong trong trẻo á, thì quý anh chị sẽ nghe khó chịu lắm. Quý anh chị nghe không có nổi đâu, thì Trinh xin hẹn lại nhé. Và cảm ơn quý anh chị đã vào diễn đàn để góp phần mà phấn khích cho Trinh có một cái buổi live stream có thể nói là không có hoàn hảo lắm, nhưng mà cũng có một cái phần nào góp phần vào cái công cuộc mà truyền tải thông tin của chính phủ, truyền tải bản hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đến quý anh chị em, cô chú bác.
Thì chị Trinh chào em ấy mới vào. Thì không biết em có góp ý kiến gì không, hay là em có muốn lên diễn đàn cùng với chị Trinh đọc cái bản hiến pháp hay không? Nếu mà có thì em để ok, còn nếu không thì có lẽ là chị cũng tạm biệt. Thì xin gửi lời chào trân trọng đến Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đại biểu, quý đồng nhiệm, và xin hẹn với anh chị em một cái lần livestream kế tiếp. Dạ, cảm ơn chị. Thì em hy vọng rằng quý anh chị sẽ cùng với em, với Trinh, với chị Trinh, để mà chúng ta cùng góp phần, góp cái tiếng nói của người dân Việt Nam, người dân trên toàn thế giới này, không riêng gì ở Âu Châu mà ở các nước và ở trong quốc nội. Chúng ta hãy cố gắng làm như thế nào mà chúng ta không có bị gọi là làm khó dễ. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến những người mà có trách nhiệm để giữ gìn an ninh trật tự cho đất nước Việt Nam. Thì quý vị xin hãy nghĩ đến cái tương lai của đất nước dân tộc của mình. Quý vị hãy để cho người dân trong nước có được tự do, có được có thể cất lên cái tiếng nói từ trong đáy lòng của một người Việt Nam, để họ góp phần đưa dân tộc Việt Nam chúng ta thoát khỏi họa diệt chủng diệt vong do tà quyền và Trung Cộng đã bày ra. Anh chị em sẽ có những cái gọi là đóng góp cho đất nước, cho công cuộc, cho gia đình của chúng ta, cho gia đình của quý vị, cho con cháu của quý vị. Đó là những cái việc làm chính đáng, và chúng tôi vô cùng biết ơn, riêng Trinh rất vô cùng biết ơn quý vị đã không có làm khó dễ những đồng nhiệm trong nước, để cho những đồng nhiệm trong nước có thể cất lên tiếng nói của mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và mong quý vị hãy trở về với quốc gia dân tộc, tham gia chính phủ, trưng cầu dân ý để mà quý vị trở thành công dân của Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó là những người gửi gắm của Trinh. Thì sau đây Trinh xin nhắc lại cái cách trưng cầu dân ý cũng rất là quan trọng. Hiện tại thời điểm này chúng ta vẫn phải trưng cầu dân ý để những cái số phiếu được tăng lên, vì có thể nói là có khi thì một người có thể là trưng cầu dân ý một lần không được thì họ sẽ ra trưng cầu dân ý lần thứ nhì. Thì quý vị cũng vậy, nếu quý vị chưa có trưng cầu dân ý thì hãy trưng cầu dân ý theo cái đường link như sau. Ba chữ W đầu tiên, W W W W chấm T C D Y. Thì không biết là Trinh sẽ đọc tiếng tiếng Pháp hay là đọc theo cái âm tiếng Việt đây. Để tiếng Việt thì bây giờ Trinh cũng đọc hơi bị khó đó. Thì những cái đường link trưng cầu dân ý đã có được viết ở trên cái livestream của Trinh đây. Trinh đọc đại khái nha. Ba chữ W chấm T C D Y chấm US. Thì khi mà quý vị viết cái dòng chữ này lên trên cái điện thoại của mình, ngay cái phần mà comment hay là phần tìm kiếm trong Google hay là YouTube, thì các bạn sẽ thấy hiện lên cái dòng chữ màu xanh khác với cái dòng chữ ở trong những cái dòng chữ thường. Có nghĩa là những chữ thường thì màu đen, thì cái dòng chữ này nó sẽ trở thành màu xanh. Thì các bạn sẽ lấy chuột, con chuột, cái mũi tên đó, các bạn click vào cái dòng chữ đó, dòng chữ màu xanh, thì cái tờ đơn trưng cầu dân ý sẽ hiện lên ngay tức khắc ở trên cái điện thoại của mình, trên điện thoại cầm tay, nếu mà mình dùng điện thoại cầm tay. Còn nếu mình dùng máy bàn á, máy vi tính bàn á, thì nó cũng sẽ hiện lên trên cái máy vi tính bàn của mình cái tờ đơn. Thì theo đó chúng ta sẽ điền vào những cái khung màu trắng. Thì cái khung màu trắng, những cái khung màu trắng có hoa thị màu đỏ là những khung bắt buộc phải điền thông tin của mình vào. Ví dụ như họ thì chúng ta bắt buộc ghi vào tên,
Tên điểm thì chúng ta ghi tên điểm vào. Tuy rằng cái khung tên điểm không có hoa thị nhưng chúng ta cũng ghi vào. Rồi tên thì chúng ta cũng ghi, cái đó là bắt buộc. Rồi số nhà, tên đường, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm sinh thì chúng ta sẽ ghi bằng hai chỉ số chẳng hạn. Ví dụ như chúng ta sinh từ ngày 1 đến ngày 9 thì chúng ta ghi 01 hoặc là 09. Còn tháng cũng vậy. Nhưng nếu mà sinh tháng 1 đến tháng 9 thì chúng ta ghi 01 hoặc là 09. Chứ chúng ta không có ghi một một chỉ số nha. Nếu mà một chỉ số thì có lẽ là không không có được, cái tờ đơn nó sẽ không có tải đi được. Không có đúng, không có đúng cái khuôn khổ của tờ đơn thì không có đi. Rồi năm thì chúng ta sẽ ghi bằng bốn chỉ số. Ví dụ như chúng ta sinh 1970 thì sẽ ghi là 1970. Đó, như vậy. Còn cái phần mà nơi chỗ ở đó, địa chỉ đó, thì nếu mà chúng ta ở Sài Gòn, ở thành phố Sài Gòn thì chúng ta ghi thành phố Sài Gòn. Chúng ta không có ghi là tên của tên thành phố Hồ Chí Minh nhé. Tại vì thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đã loại bỏ cái tên đó ra rồi. Xin nhắc lại một lần nữa, chúng ta không dùng cái tên đó mà chúng ta ghi là thành phố Sài Gòn. Rồi sau đó tiếp tục chúng ta ghi những cái dòng kế tiếp. Đến đến cái cuối cùng là tôi xin cam đoan thông tin trên là đúng sự thật. Rồi bấm vào cái vòng tròn để mà đại diện chữ ký của mình. Rồi ở dưới thì nếu mà chúng ta tham gia chính phủ, muốn tham gia thì chúng ta bấm vào cái vòng tròn có. Rồi sau đó là bấm vào với đây để mà đại diện cho chữ ký của chúng ta. Thì chúng ta cũng bấm vào cái vòng tròn mà đại diện cho chữ ký của mình. Rồi nếu mà xong rồi thì chúng ta sẽ bấm vào cái khung màu vàng cuối cùng là có chữ gửi đi. Khi mà chúng ta bấm vào khung màu vàng có chữ gửi đi rồi đó thì cái tờ đơn nó sẽ hiện lên cái dòng chữ, cái tin nhắn của cái hệ thống trưng cầu dân ý là chúng tôi đã nhận được phiếu trưng cầu dân ý của quý vị. Dưới đây là số căn cước của quý vị, xin ghi lại. Thì lúc đó các bạn hãy lấy cái tờ tờ giấy và cây viết để mà ghi lại cái số trên cái dòng tin nhắn đó. Có nghĩa là cái số đó sẽ là cái số căn cước của mình sau này để mà mình làm căn cước đề tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó, đại khái là như vậy. Còn nếu mà quý vị bấm gửi đi rồi á mà cái tờ đơn nó sẽ hiện lên những cái dòng chữ màu đỏ bên cạnh những cái khung thì coi như là đã không có hoàn thành được. Vì chúng ta đã thiếu thông tin chẳng hạn, khi mà chúng ta ghi thiếu thông tin hoặc là sót cái phần nào đó, hoặc là chúng ta ghi không đúng. Ví dụ như là ngày tháng năm sinh thì chúng ta ghi có một chữ thì một số thì nó không có đi được. Đó là những cái điều mà Trinh nhắc nhở quý vị. Khi mà thấy cái hàng chữ đỏ kế bên hiện lên mà không có cái tin nhắn thì coi như là cái phiếu trưng cầu dân ý đó chúng ta đã không hoàn thành, thì chúng ta phải làm trở lại để cho nó hoàn tất. Khi nào chúng ta thấy cái dòng tin nhắn và có số trưng cầu dân ý thì lúc đó mới là hoàn thành nha. Hôm nay thì Trinh không có cái máy mà thường thường Trinh hay làm, cho nên Trinh không có thể nào mà chiếu cho quý anh chị em xem được cái tờ đơn trưng cầu dân ý. Thì mong rằng quý anh chị em hãy tìm đến những cái đường link trưng cầu dân ý có tất cả trên những cái livestream của quý đại biểu, quý đồng nhiệm của Trinh đã ghi ở trên cái livestream của những người đó đó. Thì quý vị hãy click vào đó và trưng cầu dân ý để mà giúp cho đất nước mình, để cho giúp cho chính phủ, và chúng tôi sẽ trở về rất là nhanh. Khi mà có quý vị, có tiếng nói của quý vị, có sự đồng lòng của quý vị, càng đông càng tốt. Khi đó chúng tôi sẽ trở về và không có chúng ta sẽ không gây ra thù hận, không gây ra những cái hỗn loạn hay là bạo loạn ở trong nước. Nó rất là quan trọng. Khi mà các bạn biết rồi á, các bạn biết về chính phủ, biết về tổng thống rồi á,
thì mình dễ chấp nhận hơn, và mình sẽ nói cho gia đình mình, con cháu mình biết là thể chế Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, tổng thống Đào Minh Quân ông là người như thế nào. Thì lúc đó chúng ta không có bị ngỡ ngàng, chúng ta không có bị ngỡ ngàng khi mà đệ tam Việt Nam Cộng Hòa tổng thống Đào Minh Quân về tiếp thu chính quyền ha. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta phải trưng cầu dân ý. Thì đến đây Trinh xin tạm tạm biệt quý anh chị em cô chú bác, và hẹn lại một ngày gần nhất. Dạ xin chào ạ.